Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Thánh Sa nhà ta vẫn đang trên cuộc hành trình để trở thành bậc thầy Pokemon. Để làm được điều đó, cậu đã đi du hành qua rất nhiều vùng đất. Tại mỗi vùng đất, cậu luôn thu phục rất nhiều Pokemon để phục vụ cho các trận đấu hội quán cũng như đánh liên minh Pokemon. Tuy nhiên, một trainer chỉ được phép mang tối đa 6 Pokemon trên người, Satoshi cũng không ngoại lệ. Dẫn đến việc có nhiều Pokemon mà cậu là người thu phục nhưng lại không được cậu đem đi du hành nhiều. Chính vì thế, công sức để bỏ ra trên cho chúng là rất ít. Tuy trên ít, nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, chúng vẫn mạnh và giúp cậu rất nhiều trong những trận đấu quan trọng. Đúng kiểu, không làm nhưng vẫn có ăn. Vậy, chào dàn Pokemon hùng hậu của Satoshi, Pokemon nào trên ít nhưng vẫn chất lượng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với video Top 5 Pokemon của Satoshi trên ít nhưng vẫn siêu mạnh nhé. Kingura. Kingura là Pokemon thứ 7 mà Satoshi thu phục ở Kanto. Cậu đã vô tình nhìn thấy một con cua nhỏ Krabby trên bãi biển. Cậu ném hú họa một bôn, thế là thu phục được luôn. Tuy nhiên, vì trên người của Satoshi đã có 6 Pokemon, nên Krabby được chuyển về viện nghiên cứu của giáo sư. Vốn dĩ, Satoshi chẳng hề quan tâm đến Krabby một chút nào. Cậu còn chẳng trên cho nó một ngày nào. Ấy thế, nhưng tại đại hội Pokemon trên cao nguyên Seki, Satoshi lại sử dụng Krabby để đấu với một con Nasi. Tuy là sân đấu nước, nhưng con Nasi có hệ cỏ, nên nó chiếm ưu thế khá nhiều. Tuy nhiên, nó lại bị Krabby đánh bại. Sau khi đánh bại Nasi, Krabby đã cực kỳ phấn khích. Nó ngay lập tức tiến hóa thành Kingura, quá ba cháy. Sau đó, nó cũng tiện tay hạ luôn con Sidra và Gorigato. Thậm chí, nó còn biết sử dụng cả Hakaikosen, một đòn tấn công siêu mạnh. Sau khi giành chiến thắng, Satoshi sững sờ. Cậu còn không hiểu tại sao mình thắng nữa cơ. Hôm sau, Satoshi lại có một trận đấu khác trên sân băng. Cậu lại tiếp tục sử dụng Kingura. Đối thủ của nó là một con Parisen. Hai Pokemon này cũng chính là đối thủ truyền kiếp của nhau trong tự nhiên. Tuy có lớp vỏ cực kỳ rắn chắc, nhưng Parisen vẫn bị Kingura dùng gàng quyền đập cho ngu người. Tuy nhiên, Kingura sau đó bất ngờ để thua trước Windy, một Pokemon hệ lửa, khó hiểu VL. Đó, anh em thấy con cua này, nó bá đạo chưa? Tuy không được trên nhiều, nhưng nó vẫn rất mạnh và cực kỳ yêu quý Satoshi. Sau này, khi Satoshi tham gia giải đấu tại quần đảo xoáy nước, cậu cùng gọi Kingura quay trở lại. Kể từ đó, nó cũng biệt tích luôn. Cabigon. Tuy không phải thuộc dạng Pokemon gánh team như Pikachu hay Pokemon chủ lực như Lizardon, nhưng Cabigon vẫn là một trong những Pokemon được yêu thích nhất của Satoshi và cũng là một Pokemon cực kỳ mạnh, mặc dù nó cũng chẳng được tập luyện gì. Cabigon được Satoshi thu phục tại quần đảo Orenji. Công việc hàng ngày của nó chỉ có hai việc, một là ăn, hai là ngủ. Chấm hết, nó càng ăn nhiều thì nó càng khỏe. Trong cuộc hành trình tại Johto, Satoshi đã rất nhiều lần gọi Cabigon quay trở lại để cùng cậu chiến đấu. Điển hình như khi cậu thách đấu hội quán hệ rồng, trưởng hội quán Ibuki là một bậc thầy về rồng, cô ta là một trainer rất mạnh. Satoshi đã sử dụng Cabigon để đấu với Kingurora. Các bộ cũng biết rồi đấy, Kingurora là một Pokemon rất mạnh. Đây lại còn là Pokemon của Ibuki nữa. Thế nhưng, những đòn tấn công của nó khi đánh Cabigon có khác gì gãy ngứa đâu. Cabigon dễ dàng hạ nó. Sau này, khi đấu với Shigeru, một mình Cabigon đã hạ hai Pokemon của Shigeru là cho lướt gió Windy và Nidoqueen. Chưa hết, trong trận tứ kết với Hazuki, một mình nó cũng bém luôn hai Pokemon của Hazuki là Slipper và Haganeru. Đó, anh đã không muốn thể hiện thì thôi. Các chú cứ ép, mỗi khi anh ra sân, anh phải hạ luôn hai Pokemon, nó mới dừa lòng thằng xa. Tuy không được trên gì hết, chỉ ăn với ngủ không, nhưng Cabigon vẫn là một Pokemon rất mạnh. Các đòn tấn công vật lý gần như không ảnh hưởng đến nó. Tiếc là sau này, Satoshi cũng không gọi nó chiến đấu thêm lần nào. Tiếp theo, chúng ta đến với một trong những Pokemon mạnh nhất trong khoản gây ra thương vật lý của Satoshi. Đó là Heracross. Nó là Pokemon đầu tiên Satoshi thu phục được ở Johto. Heracross là một Pokemon cực kỳ vui tính. Nó rất ham ăn. Nó thường có thói quen là hút mật hoa từ nụ hoa của ấy kỳ diệu. Mỗi lần như thế, nó thường bị ấy kỳ diệu quất cho rất đau. Tuy là Pokemon được Sa thu phục đầu tiên ở Johto, nhưng nó lại không đi theo Sa nhiều. Nó cũng chỉ có một vài trận đấu lẻ tẻ khi đi du hành ở Johto. Tuy nhiên, nó lại đến viện nghiên cứu Okido từ khá sớm, thậm chí là tại Liên minh Johto, nó còn không có bất kỳ một trận đấu nào. Đến nhọ, khi Satoshi tham gia Liên minh Johto, cậu đã gọi nó đến để đánh với anh Naoshi, một trainer chuyên hệ bọ. Cậu muốn thử xem giữa cậu và Naoshi, con bọ của ai mạnh hơn. Thế là trận đấu giữa Heracross và Kurotoko nổ ra. Con bọ này có chiêu ru ngủ rất khó chịu, nhưng Satoshi tính cả rồi. Heracross có một chiêu cực bá, đó là mộng thoại. Nó có thể tấn công ngay cả khi đang ngủ. Đó,
Anh em thấy Pokemon này nó ghê gớm chưa? Tuy mạnh là thế, nhưng sau liên minh Hoenn, Onigori ở lại viện nghiên cứu Okido luôn. Sau này, nó có xuất hiện, nhưng lại không có thêm bất kỳ một trận đấu nào. Khi Satoshi đối đầu với Thanh Hách Takuto, cậu một lần nữa sử dụng Heracross để đấu với Darkrai. Vẫn tiếp tục nhờ mộng thoại, Heracross đã đánh được Darkrai một cái, tạo tiền đề cho chiến thắng của Chikin sau này. Tuy khác hệ, nhưng đẳng cấp là quá chênh lệch, thua là cũng phải thôi, còn may là đánh được một cái cho đỡ nhục. Onigori là Pokemon cuối cùng Satoshi thu phục được tại cuộc hành trình tại Hoenn. Lúc mới thu phục, nó vẫn còn là Yuki Warashi. Nó tập luyện vất vả để sử dụng chiều tia sáng băng giá, thế mà vẫn không xài nổi. Sau khi tiến hóa thành Onigori một cái, nó sử dụng thành thạo chiêu thức này luôn. Bạn nghĩ tại liên minh Hoenn, ai là kẻ gánh team chính? Gotchu ư hay chữ tư rư? Không không, đó là Onigori. Trong trận đấu đôi với nhà trưởng Hyoga, Onigori đã xuất sắc hạ cả Lizardon lẫn Magmarashi của anh ta. Mặc dù hai Pokemon kia là hai Pokemon hệ lửa và là những Pokemon khởi đầu. Sau đó, vì biết được sức mạnh của Onigori, Kaede đã phải chơi bẩn, sử dụng đồng mệnh lên Onigori. Ấy thế, nhưng nó vẫn kịp hạ hai Pokemon của cô ta là Duchio và Muma. Trong trận đấu với Masamune, Onigori cũng đánh bại luôn Pokemon mạnh nhất của cậu ta, đó là Metang. Nhờ đó, Satoshi mới có thể bước vào trận tứ kết. Trong trận đấu với Tetsuya, nó cũng đánh hòa với Chikain, một trong những Pokemon mạnh nhất của Tetsuya. Đó, anh em thấy Pokemon này nó ghê gớm chưa? Tuy mạnh là thế, nhưng sau liên minh Hoenn, Onigori ở lại viện nghiên cứu Okido luôn. Sau này, nó có xuất hiện, nhưng lại không có thêm bất kỳ một trận đấu nào. Glion là Pokemon của Satoshi tại vùng đất Sinnoh. Ban đầu, khi còn là Gligar, nó rất yếu đuối và thường hay khóc nhè. Là Pokemon hệ bay nhưng lại sợ độ cao và không biết bay. Nhiệm vụ duy nhất của nó là tấu hài. Khi Satoshi nhận được răng nanh dao cạo từ Segeru, cậu đã cho Gligar tiến hóa. Từ đây, đánh dấu một bước đột phá lớn về sức mạnh của Glion. Tuy nhiên, nó vẫn không thể bay một cách thoải mái. Đến quỷ. Khi Satoshi thách đấu hội quán thứ 5, trưởng hội quán Togan có một con Toribusu siêu mạnh. Nó dễ dàng đè bẹp khỉ lửa Hikozaru. Glion đã phải rất vất vả để có thể đánh bại nó. Tuy tấu hai là nhiều, nhưng Glion có thể sử dụng được một chiêu thức rất mạnh, đó là vạn trùng công kích. Tuy nhiên, điểm yếu của chiêu thức này, đó là sau khi sử dụng, Pokemon sẽ bị bất động một thời gian. Điều này gây bất lợi rất lớn trong trận đấu. Sau khi sử dụng vạn trùng công kích mà không hạ được đối thủ, thì thường nó sẽ phải ôm hận. Chính vì điều này, Satoshi đã để Glion lại chỗ của bậc thầy hệ bay để nó học cách bay thành thục và sử dụng vạn trùng công kích một cách hiệu quả. Đúng là cái loại không làm mà vẫn muốn có ăn, nhưng Glion vẫn chấp nhận ở lại. Nó đã tự mình tập luyện chăm chỉ mà không cần có Satoshi. Khi Satoshi vào tứ kết và có một trận đấu đầy đủ với Shinji. Lúc này, Shinji có một Pokemon rất mạnh là vũ khí bí mật của cậu. Đó là một con Dodrafeon siêu mạnh. Một mình nó hạ 3 Pokemon của Satoshi gồm Bureju, Dodaitose và Mukuhaku. Tuy nhiên, Satoshi đã tung ra Glion ngay sau đó. Tuy bị áp đảo về sức mạnh, nhưng Glion đã áp dụng rất tốt những gì học được và hạ con Dodrafeon kia bằng một đòn răng nanh lửa cực dũng mãnh. Tuy sau đó nó cũng nhận thất bại trước Elekibu, nhưng ta vẫn phải công nhận rằng Glion đã tiến bộ rất nhiều. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. So go, 'cause I am happy.